ta còn yêu, đẹp như bức tranh mời điểm màu. Phải nhạt nhòa đi chỉ khi mình chưa thấu hiểu. Quá lớn những cái tôi đã dần ghim trong những cơ hội. Nhiều lần hàn gắn lại những cung trắng thay. Thời gian dừng lại, anh sẽ mặc kệ ai đúng ai sai. Sao phải cố chấp thì hỏi đánh mất đi hết tương lai. Chẳng ai giữ lại, chẳng phải một trong hai đã phai nhòa. Hình thành những thói quen khiến yêu thương trở nên buồn vỡ. Vì yêu mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành. Sao lại để sai trái dẫn lối đau thương hòa vào mất mát. Kiếm như nhau một chút chẳng mất một người chẳng phải đi tìm. Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn ở lại. Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn. Tôi cứ nghĩ giữa tôi và ông ấy không còn gì ràng buộc cả. Mối quan hệ cha con máu mủ ruột thịt gì đó chỉ là danh nghĩa thôi, không có gì quan trọng hết. Hơn 20 năm ông ấy rời bỏ mẹ con tôi. Ông ấy đã lựa chọn một người đàn bà khác, lựa chọn những đứa con khác. Nhưng mà đến ngày nghe tin ông ấy mất, tôi bất ngờ, tôi rất hoảng hốt. Giống như là vừa mất đi một phần thân thể của mình vậy. Vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi chợt nhận ra là tôi còn rất nhiều điều phải nghe ông ấy nói, rất nhiều điều cần nói với ông ấy. Đúng là đáng đời tôi mà, phải không? Bao nhiêu lần ông ấy tìm gặp tôi đều né tránh ông ấy. Nhưng mà tới khi cần phải gặp, nhận ra là mình muốn gặp ông ấy, tất cả đã muộn màng rồi, không còn cơ hội gặp nhau nữa. Chuyện qua rồi mà, anh đừng có tự trách bản thân mình nữa. Điều bây giờ anh cần làm là trân trọng những gì mình đang có. Nè, anh còn có ông ngoại nè, có mẹ của anh nè, có bạn bè, có nhân viên của anh nữa. Chỉ cần là anh trân trọng từng phút giây bên họ là được. Còn những gì anh chưa kịp nói với ba của anh thì bây giờ anh có thể nói được mà. Tôi tin là ba anh sẽ nghe thấy. Bởi vì cha mẹ nào cũng hướng về con cái của mình mà. Thật không? Ba tôi nghe được sao? Cảm ơn cô nhiều lắm vì đã động viên tôi cần phải quan tâm, yêu thương và trân trọng những người bên cạnh tôi. Được, tôi sẽ trân trọng những người bên cạnh của mình. Thôi, không có ngồi đây nói chuyện buồn nữa, đi chơi thôi. Cô muốn chơi cái gì? Mô tô nước, rồi dù lượn, lặn biển, ngắm san hô hay cái gì cũng được, tôi chơi với cô. Không thích. Chứ thích chơi gì? Không biết nữa. Chơi này không? Ê! Mẹ! Anh tưởng tôi không dám chơi hả? Mẹ! Nè! Tôi không giỡn với cô nha! Nè! Đứng lại! Nè! Mẹ! Đá tôi hả? Thank you.
Phương nè cô. Nhã Phương. Dạ. Cô không ngờ lại gặp con ở đây. Con cũng vậy á. Gặp cô ở đây cũng mừng quá à. Như vậy là con với cô có duyên với nhau á. Ủa, cô đang có chuyện gì không vui hả? À, cô đi thắp nhang cho chú, nhớ lại chuyện xưa nên chạnh lòng một chút thôi. À, vậy con gái của cô có thường xuyên về thăm cô không? Cô đợi con xíu nha. Tôi nghe nè. Tôi biết rồi, về liền á. Cô ơi, bây giờ con phải về rồi, lúc khác con gặp cô ha. Ừ. Con về nha cô. Ừ. Đau quá. Có sao không vậy? Chảy máu rồi nè. Cẩn thận cái chân, dây chân cao lên. Ai? Đứt chân rồi nè, chảy máu quá trời luôn. Nhưng mà hơi là ổng sâu lắm, có mảnh sò dính trong này nè. Anh lấy ra giùm tôi đi. Sao mà lấy được? Ở đây đâu có sát khuẩn được đâu. Phải lên phòng khách sạn, mình sát khuẩn xong rồi lấy một cái nhíp hay cái gì đó giống như vậy, gấp mảnh sò ra để phòng bất trắc mà. Tôi là con nhà nghèo chứ có phải là tiểu thư cành vàng lá ngọc gì đâu mà anh làm quá quá. Chỉ là đứt chân, chảy máu một chút xíu thôi mà, đâu cần phải sát trùng cẩn thận gì đâu. Đúng là nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột nữa. Giàu hay nghèo gì hết cũng là sinh mạng con người hết, cần phải quý trọng, không được ý y chủ quan nghe chưa. Nhưng mà thôi được rồi, tôi cõng cô về được không? Thôi không cần đâu. Anh làm như là đang đóng phim Hàn Quốc vậy đó. Tôi tự về được. Có được không đó? Đó, được. Té bây giờ. Được mà. Rồi định cò cò dậy về khách sạn hả? Khi nào mới tới được? Thì bây giờ anh cho tôi mượn tay của anh đi. Anh dìu tôi về khách sạn hả? Không được. Một là cõng cô về, hai là cô tự về. Chọn đi. Tôi... Nhưng mà tôi nặng lắm á. Anh cõng nổi không? Nổi sao không? Lên đi. Đụng nó. Được mà, lên đi. Nhanh. Nhanh lên. Ê. Dịnh cho chắc nghe chưa. Ê, đi, đi từ từ thôi. Rồi dịnh chắc vô nha. Cẩn thận đó. Nè, cái chân có sao không vậy? Có cần cõng nữa không? Đây tôi cõng cho. Đừng có mà lợi dụng tôi nha. Lợi dụng cô cái gì? Hồi nãy tôi cõng cô rồi mà. Thì hồi nãy á, là tôi sợ là cán nhát vô vết thương của tôi, bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ anh cõng tôi thôi. Còn bây giờ chân tôi được băng rồi, đâu cần anh nữa. Trời đất ơi, làm như cõng cô có lợi lộc lớn lắm không bằng vậy đó. Tôi tội nghiệp cô thôi cho nên tôi mới cõng cô đó. Nặng như con heo vậy. Anh nói ai nặng như heo hả? Hả? Đâu ai nha? Nặng như heo? Ai? Nè 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 nè. Rồi thấy chưa? Ngồi xuống đây.
lúc nào là cũng làm cái vẻ hung dữ hết. Kệ tôi. Đưa cái chân coi. Thôi, tôi tự làm được. Chết rồi. Sao nữa? Tôi để quên điện thoại trên phòng rồi. Có sao đâu, cô lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình hết. Ừ, có sao chứ. Lỡ như má tôi, em gái tôi, hoặc là bạn bè cần tôi liên lạc với tôi thì sao? Với lại á, anh đừng có quên, tôi cũng là chủ một trang bán hàng trên mạng đó. Lỡ như khách hàng cần gì gọi điện cho tôi thì sao? Thôi để tôi lên lấy. Nè khoan đã, cái chân vậy mà ham đi lắm. Để tôi lấy cho. Trời ơi, bị cái chút xíu mà làm quá. Ủa, ủa, Nhã Phương. Ủa cô, con lại gặp cô nữa rồi. Ừ, con ở khách sạn này hả? Dạ, cô cũng ở đây hả? À, cô là chủ khách sạn này. Thật vậy hả cô? À, đợi cô chút nha. Dạ. Alo, tôi nghe đây. À, cậu cứ đậu xe trước khách sạn chờ tôi nha, tôi ra liền. Con còn ở đây mấy ngày nữa vậy? Dạ, ngày mai con phải về Sài Gòn rồi. Vậy hả? Tiếc quá à. Bây giờ cô phải ra sân bay đi Hà Nội có việc rồi. Dạ, cô cứ đi đi. Con tin là cô với con còn có duyên gặp lại nhau mà. À, cô cũng hy vọng như vậy đó. Cô đi nha. Dạ, cô đi cẩn thận nha cô. Ừ. Con chào cô. Trời ơi, anh mà xuống sớm một chút xíu nữa là tôi giới thiệu cho anh chủ khách sạn này rồi. Cô quen chủ khách sạn ở đây luôn hả? Đương nhiên. Bộ anh không tin tôi hả? Cuộc đời tôi kỳ lạ lắm á nha. Lần nào tôi ra Phú Quốc cũng gặp cổ hết. Hôm qua gặp, hôm nay cũng gặp. Mà không ngờ là chủ khách sạn này luôn đó. Đúng là có duyên thiệt. Tôi thấy bình thường thôi mà. Tại vì Phú Quốc nhỏ xíu hả? Quanh đi quẩn lại gặp nhau là chuyện bình thường thôi. Có gì đâu mà có duyên. Vậy mà có người tôi cầu mong được gặp lại mà không biết tới bao giờ nữa. Là gì? Chắc người này phải quan trọng lắm hả? Là mẹ ruột của tôi. Chào bác sĩ. À, anh Hưng. Tới lâu chưa? Mới tới thôi anh ơi. À vậy hả? À rồi, uống miếng nước nha. Sao bữa nay tôi nhìn là tôi thấy tâm trạng của anh tốt lắm đó nghe. Phải không? Ừ, chứ sao. Tôi nhìn là tôi biết liền mà. Chưa khám bệnh mà đã biết rồi. Mà rồi sao anh? Hai đứa nhỏ nó làm sao rồi? Sao làm sao? Ờ thì nó bị lọt vào cạm bẫy của anh chứ sao. Bẫy gì? Ờ, anh nói sao chứ. Cái thiên la địa giống anh văn thì chỉ có trời mới thoát thôi. Anh nói quá. Thì tôi nói vậy có đúng không? Nè, tôi hy vọng là sau chuyến đi Phú Quốc của tụi nó đó, thì cái ngày mà tôi ẵm được cháu cố càng ngày càng gần. Anh bài đúng trò hết nghe. Trò gì? Rồi mai mốt anh đừng có gạt tôi à nghe. Không dám gạt anh đâu. Tôi mà tôi gạt anh đó, anh chích cho tôi một mũi, tôi khỏi đi du lịch luôn. Uống nước đi. Ừ. Trong trí nhớ của tôi chỉ còn hình ảnh người đàn bà nhẫn tâm bỏ lại sau lưng một đứa trẻ 5 tuổi đang khóc thét đòi mẹ. Những hình ảnh đó in sâu trong tâm trí của tôi. Nhưng mà cũng mười mấy năm trôi qua rồi, bây giờ tôi còn không nhớ được mặt mẹ của mình nữa. Anh thấy tôi có phải là một đứa con bất hiếu không? Bây giờ mà có vô tình gặp lại mẹ của tôi cũng không thể nhận ra mẹ. Làm sao trách cô được? Lúc đó cô còn nhỏ quá, sẽ không nhớ được mặt của mẹ cô đâu.
Nhã Phương nè, lúc nào tôi cũng nghe cô nhắc về má và em gái của mình bằng tất cả sự yêu thương hết. Và rất bất ngờ khi biết họ có phải là người thân ruột thịt của cô. Thật ra tôi không có quan trọng chuyện đó. Cho dù là má tôi không có sanh ra tôi, nhưng mà má đã nuôi dạy tôi từ nhỏ tới giờ. Cho dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì má cũng chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Má vẫn nhường cho tôi từng chén cơm manh áo. Cho nên với tôi á, má và nhà Uyên chính là gia đình, chính là ruột thịt của tôi. Phương, có khi nào cô thấy hận ba mẹ của mình không? Tôi không có ký ức gì về ba mẹ của tôi hết á. Tôi chỉ nghe là má tôi kể lại gia đình tôi cũng không có hạnh phúc. Ba tôi thì nghiện rượu, thường xuyên đánh đập mẹ của tôi, rồi vì ghen tuông mà đòi ly hôn với mẹ tôi. Còn mẹ của tôi á, mẹ tôi không hề bỏ rơi tôi, chỉ là mẹ tôi gửi tôi cho má của tôi để đi làm ăn xa thôi. Tại vì là mẹ tôi sợ đưa tôi đi theo thì sẽ vất vả thôi. Rồi có nhiều chuyện xảy ra, cho nên má con tôi mất liên lạc với mẹ ruột của tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cả ba tôi và mẹ tôi, ai cũng có nỗi khổ riêng hết, cho nên tôi không oán hận ai cả. Mà thật ra tôi yêu thương gia đình hiện tại của tôi không khác gì ruột thịt hết. Mặc dù là tôi có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng không hề nhớ được kỷ niệm nào với mẹ ruột của mình. Nhưng mà thiệt ra tôi chỉ cần là tôi biết là tôi có một người mẹ ở đâu đó. Tôi chỉ cần biết là mẹ tôi còn mạnh khỏe, còn bình an á, là tôi mừng rồi. Mà cũng kỳ lạ lắm nha. Mặc dù là không nhớ gì về mẹ của tôi hết á, nhưng mà mỗi lần tôi có chuyện vui hay buồn gì đó, người đầu tiên mà tôi nhớ đến là mẹ ruột của tôi á. Tôi mong là có một ngày tôi và mẹ còn sẽ gặp lại nhau, và tôi có thể ôm mẹ, có thể kể cho mẹ nghe những chuyện vui buồn của tôi. Chắc là nhiều năm qua mẹ của tôi cũng đang nhớ thương tôi lắm á. Ngày đêm tôi cầu nguyện cho mẹ tôi được mạnh khỏe, được bình an. Tôi cầu mong là một ngày mẹ con tôi sẽ được trùng phùng. Phương à, cô là một người rất tốt. Tôi tin là cô sẽ gặp lại được mẹ của mình thôi, một ngày gần nhất. Cảm ơn anh. Đang xem gì vậy? Không có được soi mói chuyện đời tư của đối phương, anh không nhớ hả? Rồi ok, không soi mói, không soi mói. Ok. Coi cái gì không biết mà có khi nào cổ cười với mình như vậy đâu. Quá đáng thiệt mà. Đi ăn đêm không?
Anh muốn kiếm chuyện gì với tôi nữa? Tôi chỉ muốn hỏi cô là đi chợ đêm hay không thôi à. Tôi không đi đâu, đang coi phim tới đoạn cao trào á, để tôi coi hết phim đã. Muốn coi phim á thì đi về coi sao cũng được mà. Không được. Tôi chỉ muốn giúp người ta thôi. Có người muốn sau này mở quán ăn hay nhà hàng gì đó, tôi chỉ muốn dẫn người ta đi chợ đêm để trải nghiệm món ăn địa phương hay đặc sản địa phương thôi. Nếu không cần thì thôi vậy. Ê, nè nè, tôi đi mà. Đợi tôi chút xíu đi. Đợi xíu nha. Nhanh lên đó, tôi không có chờ lâu đâu nha. Biết rồi. Thì ra cậu thích coi thể loại này. Sao con không biểu vợ chồng thằng Hiển tới trước bàn thờ của ba nó để thắp một nén nhang hả con? Tụi nó lớn rồi, nó muốn thì nó tới, tại sao con phải biểu hả ba? Bộ con không hiểu tánh ý thằng Hiển hay sao? Dù trong lòng nó có muốn nhưng mà nó sẽ không tới, bởi vì nó sợ con buồn. Mấy chục năm rồi, có gì mà buồn nữa hả ba? Hương à, thằng Toàn nó đã không còn trên thế gian này nữa. Con hãy buông bỏ hết đi, rồi hãy giải tỏa hết cái gút mắt ở trong lòng thằng Hiển. Đừng để nó tiếp tục mang cái nỗi oán hận ở trong lòng nha con ha. Thằng Hiển nó là đứa biết suy nghĩ, có thể nó sẽ trách con đó, nhưng mà ba không tin là nó sẽ oán hận con đâu. Ba cho con thêm thời gian đi ba. Thôi được rồi, tùy con. Anh Toàn, em thực sự yêu anh. Tại sao lại từ chối em? Em có điều gì anh không hài lòng, anh nói đi, em sẽ sửa mà. Nhất định em sẽ sửa, em thay đổi tất cả gì anh. Anh đừng từ chối em với anh Toàn. Em rất tốt, cũng rất xinh đẹp. Anh không có gì không hài lòng ở em hết. Vậy thì tại sao lại từ chối tình cảm của em? Bởi vì trong lòng anh đã có người con gái khác. Anh Toàn, anh xin lỗi. Anh rất yêu cô gái ấy. Điều kiện của em rất tốt, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông khác xứng đáng hơn anh. Đừng mất thời gian với anh nha. Không, em yêu anh. Cả cuộc đời này em chỉ muốn sống với anh thôi. Anh Toàn, anh nói đi, cô gái đó có gì hơn em? Tại sao lại chọn cô gái đó mà anh không chọn em chứ? Em không sai, người anh yêu không có gì hơn em cả. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, anh không thể nào giải thích cho em biết được. Hôm nay anh gặp em chỉ để nói rõ mọi chuyện, mong em hiểu cho anh. Đừng mà anh Toàn ơi, em xin anh. Nhất định em không chịu thua đâu. Nhất định em không chịu thua cô gái đó đâu. Anh cứ chờ đó mà xem. Hương à, Con nói sao? Thằng Toàn nó từ chối con là vì cô gái khác? Bác ơi, con nói bác nghe chuyện này là vì con thương bác. Con thương anh Toàn, và con nghĩ đến tương lai của anh. Bác nghĩ coi, cô gái đó nghèo khó, lại còn mồ côi nữa. Nếu như anh Toàn lấy cổ
thì tương lai của anh Toàn sẽ ra sao hả bác? Nhưng nếu anh Toàn lấy con thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Chắc chắn anh Toàn sẽ làm quản lý cấp cao ở tập đoàn Hưng Thịnh. Tương lai của anh sẽ rộng mở, và bệnh phổi của bác sẽ có điều kiện chữa trị. Và điều quan trọng hơn hết đó là con thương anh Toàn thật lòng. Bác ơi, bác biết mà. Nếu như không có anh Toàn, chắc con chết. Con không sống nổi đâu bác. Đừng có nói bậy. Con đừng có lo. Trong lòng bác á, từ lâu bác đã coi con như là con dâu của bác rồi. Bác sẽ không chấp nhận bất cứ một đứa nào nữa hết á. Bác sẽ nói chuyện với thằng Toàn. Con yên tâm nha. Con đừng có lo nghe. Dạ. Con cảm ơn bác nhiều lắm. Con hứa sau này con sẽ là một đứa con dâu hiếu thảo của bác. Bác tin con nha bác. Mẹ à. Mẹ à. Mẹ. Con quên là đã bao nhiêu năm qua nhờ có ai mà gia đình mình đỡ phải vất vả như vậy không? Nhờ có ai mà mỗi khi mẹ bệnh con không cần phải vất vả lo viện phí. Con quên là ai đã làm những điều đó cho mình sao? Mẹ, ân tình của cô ấy suốt cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ quên. Không quên mà con phụ tình người ta. Mẹ, con có thể dành cả đời này để mà tận lực tận tâm cho tập đoàn Hưng Thịnh, nhưng con không thể nào lấy người con không yêu. Xin mẹ hiểu cho con. Không có con thì tập đoàn Hưng Thịnh họ vẫn không ảnh hưởng gì, nhưng mà không có con Hương á thì gia đình mình sẽ lao đao. Con muốn lấy người con yêu sao? Lấy đó để rồi suốt cuộc đời con phải vất vả lo cơm áo gạo tiền sao? Mẹ không có của cải gì để lại cho con. Mẹ lại còn là gánh nặng của con. Khi bệnh tình của mẹ cứ kéo dài đeo đẳng. Lấy con Hương đi con. Lấy nó còn có thiệt thòi gì đâu, chỉ toàn được lợi. Nó thiệt lòng yêu thương con. Khi con được hạnh phúc thì mẹ mới yên tâm nhắm mắt được Toàn à. Lấy nó đi con. Nhưng người con yêu là Thu Tuyết, người con muốn cưới cũng là cô ấy. Mẹ à, con xin mẹ cho con tự quyết định cuộc hôn nhân của mình. Mẹ yên tâm, cho dù nhà mình không giàu sang, nhưng nhất định con sẽ không để cho cuộc sống của mẹ nghèo khổ đâu. Mẹ đừng có bắt con lấy Hương nha mẹ. Con tưởng là mẹ sợ cực khổ hay sao chứ? Mẹ không ngờ con nghĩ mẹ như vậy đó. Mẹ, 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 mẹ. Mẹ già rồi, mẹ còn bệnh tật triền miên. Mẹ không muốn gì cho mẹ hết. Cái mẹ muốn là mẹ muốn con trai mẹ có cuộc sống tốt đẹp, cuộc sống mà mẹ không thể đem lại cho con. Nghe lời mẹ, cưới con Hương đi con. Bây giờ con chưa yêu, nhưng cưới nhau rồi tình yêu sẽ nảy nở. Còn với con Tuyết, bây giờ con yêu nó, nhưng khi cuộc sống quá vất vả thì sẽ giết chết tình yêu đó con à. Nghe lời mẹ, cưới Hương nha con. Cưới Hương đi con. Hả? Mẹ, con xin lỗi mẹ, con không thể nào cưới Hương đâu. Con chỉ muốn cưới người con yêu thôi. Toan, nếu mày không chịu nghe lời mẹ, mày cãi lời mẹ thì mày đi đi. Mày đi luôn đi. Mẹ, đừng quay về đây nữa. Cứ
coi như tao không có đứa con như mày. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Mẹ đi đi. Mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ đừng có làm con sợ nha. Mẹ. Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ đừng có làm con sợ nha mẹ. Tình trạng mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh của mẹ cậu rất xấu. Nếu để tình trạng này xảy ra, tôi e rằng khó giữ được mạng sống. Người nhà cần tránh, đừng để cho bệnh nhân tức giận và buồn phiền. Chào cậu. Cảm ơn bác sĩ. Con làm như vậy để được cái gì chứ? Để có được anh Toàn. Con không thể nào sống thiếu anh được đâu ba. Ba đã khuyên hết lời rồi mà con không có chịu nghe. Con lợi dụng má Toàn để ép buộc nó cưới con. Con làm như vậy con có hạnh phúc hay không? Con sẽ có. Chỉ cần được sống bên cạnh anh Toàn là con sẽ hạnh phúc. Nếu như ba không ủng hộ con thì ba cứ mặc kệ con đi. Con sẽ chết nếu như không cưới được anh ấy. Nè, rồi con sẽ hối hận đó. Anh chịu thua em rồi. Anh không thể nào chống lại mẹ anh. Anh buộc lòng phải cưới em theo đúng ý em. Nhưng anh không yêu em. Sao em cố chấp vậy hơn? Em chấp nhận điều đó bởi vì em yêu anh. Em rất yêu anh. Và em tin một ngày gần nhất em sẽ thay thế được cô gái trong trái tim anh. Có thể bây giờ anh oán trách em, nhưng em tin em không làm sai. Nhất định một ngày nào đó anh sẽ nhận ra lựa chọn này là đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh. Anh có quyền lựa chọn sao? Em đâu có kề dao vào cổ bắt anh cưới em đâu. Phải, nhưng em nhờ người khác làm. Thôi, dù gì thì ngày mai chúng ta cũng đám cưới rồi. Anh không muốn nói nhiều nữa, nhưng mà anh muốn nhắc cho em nhớ điều này. Dù cho anh đã cắt đứt liên lạc với cô ấy, nhưng tình yêu trong trái tim anh không thể nào điều khiển được. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ làm tròn bổn phận của một người chồng. Khi có con, anh sẽ làm tròn bổn phận của một người cha. Anh sẽ làm tròn đạo hiếu đối với gia đình em, đối với ba mẹ em. Anh sẽ làm tất cả những gì tốt nhất, đúng như em mong muốn. Nhưng còn tình yêu với em, anh không thể nào cho em được. Rồi anh sẽ yêu em. Nhất định anh sẽ yêu em. Mình. Tại mình cố chấp. Anh Toàn đã nói rõ ràng ngay từ đầu, nhưng mình luôn muốn những thứ không thuộc về mình.
trước khi về Sài Gòn, anh còn điều gì muốn làm nữa không? Không. Anh không muốn tới ngôi nhà mà ba anh từng sống, không muốn gặp đứa em cùng cha khác mẹ với anh hả? Tôi chưa sẵn sàng đâu. Tại vì tôi không muốn làm cho mẹ tôi buồn thôi. Nếu như tôi làm chuyện đó, chắc là mẹ tôi sẽ đau lòng lắm. Cho nên có thể đừng nhắc tới chuyện của tôi được không? Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ là nghèo khó là nỗi khổ lớn nhất của một đời người rồi. Nhưng mà khi lớn lên á, tôi mới hiểu được là quá ra nỗi khổ do tình cảm gây ra mới là khổ nhất. Cô đã bao giờ yêu ai chưa? Hả? Chưa. Mà tôi cũng có nhiều người đeo đuổi lắm á. Chẳng qua là tôi không có thời gian để yêu thôi. Vậy thì hình mẫu lý tưởng về người yêu của cô là như thế nào? Tự dưng lại hỏi hình mẫu lý tưởng của tôi làm gì? Thì tại vì mình đang nói về chuyện tình cảm, chuyện tình yêu. Tôi hỏi như vậy đâu có lạc đề đâu phải không? Thật ra thì tôi cũng chẳng có hình mẫu lý tưởng nào hết á. Tôi chỉ cần là người yêu của tôi không phải là người xấu, thật lòng yêu thương tôi, và tôi cũng thật lòng yêu thương người ta. Vậy là đủ. Đơn giản vậy thôi hả? Ừ. Dạo gần đây á, tôi có coi phim ngôn tình á. Tôi rất là thích mẫu đàn ông vừa ấm áp, vừa lãng mạn, lại chung tình nữa. Mà tôi nghĩ là tất cả các cô gái đều thích mẫu đàn ông như vậy mà, đâu phải một mình tôi đâu. Còn anh thì sao hả? Chắc là anh có nhiều mối tình lắm đúng không? Nếu như tôi nói là tôi chưa bao giờ yêu ai, cô có tin không? Đương nhiên là không rồi. Sao vậy? Ít nhất tôi biết một người. Ai? Chị Mỹ Linh. Tôi đâu có yêu Mỹ Linh đâu, cho nên là không tính người đó. Anh mà không yêu chị Mỹ Linh hả? Thiệt mà, tôi nói thiệt á. Mà sao kỳ vậy ta? Tôi thấy anh cũng... Cũng đẹp trai, cũng có tài, cũng có tiền nữa. Làm sao mà không có mối tình nào được? Anh đừng có nói với tôi là anh... Ê! Cô muốn test thử không? Test cái gì? Test thử đó. Ôi à! Nào! Chân cô bị vậy mà cô giỡn hả? Đứng lại chưa? Cô đứng lại chưa? Ngu sao đứng lại? Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Nè, còn chạy nữa hả? Nhìn nó từ một khoảng cách, nó giống như một ánh sáng. Một thứ ánh sáng nhiều màu sắc. Một ngày làm việc tốt hơn nhé anh San. Cái đó chỉ có trong phim thôi, chứ ngoài đời không có đàn ông như vậy đâu. Đừng có nằm mơ nữa. Cô có muốn kể tôi đi? Anh lo mà đi ngủ đi. Cô là mồm sao tôi ngủ được? Có thể nào dừng điện thoại được không? Tôi ồn ào sao tôi ngủ được? Đã nói với cô rồi là không có được cười nữa. Bỏ điện thoại xuống. Ồn ào vậy ai ngủ được? Anh trả cho tôi. Không, không trả. Không trả đâu. Trả cho tôi đi. Cô muốn hôn tôi hả? Cô muốn thì cứ nói đi. Tôi không tiếc với cô một nụ hôn đâu. Anh nè. Bị
biến thái hả? Biến thái. Không muốn thì cứ nói đi. Biến thái. Anh muốn hôn hả? Hôn nè. Hôn nè. Hôn hả? Hôn hả? Hả? Dám làm vậy với tôi hả? Nè, hôn nè. Hôn nè. Hôn nè. Thưa các vị, giai đoạn thu mua đã hoàn tất. Phần tiếp theo đẩy nhanh các bước để mà đưa khu resort vào hoạt động sớm nhất có thể. Trên tay các vị đây chính là bản chi tiết về thông tin kế hoạch và tài liệu về khu resort. Các phòng ban tiến hành hãy giúp tôi nghiên cứu thật kỹ và cho tôi bản kế hoạch cụ thể nha. Về phần đầu tư á, vốn đầu tư tôi đã kêu gọi được một vài cá nhân và một vài đơn vị. Cuối tuần này họ sẽ cho tôi một vài kết quả cụ thể. Tôi xin hết. Rõ ràng là mình thấy tụi nó không có được tự nhiên. Không thể có chuyện hai đứa nó thương yêu nhau được. Nhưng mà... Ê! Ôi da! Có sao không? Phỏng hả? Không sao. Đi anh coi coi. Không. Nó rợp lên bây giờ em đó. Không sao mà. Đi, qua đây. Đi. Đã kêu là không sao để rồi mà nước. Đau không? Hả? Đau hả? Nếu không ngâm nước thì sẽ bị rợp đó. Đau không? Không lẽ lửa gần rơm, lâu ngày đã bén. Em chẳng nói một câu, cũng chẳng bên nhau dài lâu. Một phút nông nỗi đổ vỡ xảy đến những điều khó lường. Tận sâu trong tâm trí đôi ta chẳng thể hòa hợp đối phương, dẫn đến ly tan bàng hoàng chẳng ai thể ngờ. Khi ta còn yêu đẹp như bức tranh mới điểm màu, phai nhạt nhòa đi chỉ khi mình chưa thấu hiểu. Quá lớn những cái tôi đang dần ghiếm trong những cơ hội. Nhiều lần hàn gắn lại nhưng cũng chẳng thành. Thời gian dừng lại, anh sẽ mặc kệ ai đúng ai sai. Sao phải cố chấp vì hoài đánh mất đi hết tương lai. Chẳng ai giữ lại, chẳng phải một trong hai đã phải nhòa. Dần thành những thói quen khiến yêu thương trở nên xa lạ. Vì yêu mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành. Sao lại để sai trái dẫn lối đau thương.